Đây dĩa bánh bột lọc ngon xuất sắc luôn. Bánh mềm, có cái độ hơi giòn giòn và độ dai vừa phải, không quá dai. Để có những chiếc bánh thiệt là ngon như vậy thì mình không dùng bột năng cho công thức này. Cách pha bột, khuấy bột như thế nào thì mời các bạn cùng vào bếp. 250g tôm, chọn những con tôm nhỏ nhất để không cần phải cắt ra. 200g thịt, mình xắt mỏng và nhỏ ra. Một ít hành lá để mình làm dầu hành. Một củ hành tím nhỏ băm nhuyễn. Cho khoảng 2 muỗng canh dầu ăn. Cho hành tím vào mình phi thơm và để mình xào cái thịt và tôm. Khi hành tím nó thơm lên rồi thì mình cho khoảng nửa muỗng cà phê bột ớt paprika. Các bạn nào có màu hạt điều á thì mình cho cái màu hạt điều cũng đẹp. Khi mà thịt nó vừa săn lại một chút thì mình cho cái tôm vào. Tiếp tục là mình cho 1/4 muỗng cà phê muối. Tôm và thịt á, khô rồi thì mình mới cho 1 muỗng canh nước mắm. Chuẩn bị mình nhắc xuống rồi mới cho nửa muỗng cà phê tiêu. Tôm và thịt phải khô nước thì bánh mới ngon được nha. 300g bột sắn dây. Bột này thì mình mua trong chợ Tây tại Canada nha. Các bạn có thể mua trong tất cả các chợ Á Đông luôn. Bột này có thể người ta làm bằng thủ công cho nên nó có những cái cục to to. Mình cũng căn theo cái liều lượng y như trong công thức nha. 100g bột khoai tây. Nửa muỗng cà phê muối. Trộn ra cho cái bột nó hòa quyện với nhau. 300ml nước ở nhiệt độ thường. Trộn ra cho bột này nó tan đều trong nước. Bột sắn dây này có nhiều người để chữa bệnh nữa thì có thể là ăn tốt hơn là bột năng nhiều lắm. Bột này mình thấy cái độ dai của nó nhiều hơn bột năng nhưng mà nó lại mềm, nó không có cứng như là bột năng. Cho 600ml nước. Nước thiệt là sôi, sôi sùng sục luôn. Để ở trên bếp cho thiệt là sôi luôn. Mình đổ tới đâu là cái bột chín tới đó. Nhưng mà các bạn đổ từ từ, chậm chậm để cái bột nó không quá chín, nó làm cho bị óc trâu á. Mình đổ từ từ thì cái bột nó không có bị óc trâu nha. Khuấy cái bột này á, mà có hai người á, là dễ nhất. Lúc này mình để nước nó hơi nguội một chút rồi nè, mình đổ vào, nó không có chín bột được nè. Cái phần nước còn lại á, mình bắt lên bếp nè, nấu cho nó sôi sùng sục là trở lại nha. Rồi mình mới cho một lần cho hết luôn. Các bạn nhớ khuấy liên tục nha, khuấy liên tay để cho cái bột nó sánh lại như thế này là hoàn hảo luôn. 2 muỗng canh dầu ăn. Khuấy bột như vậy là quá đẹp luôn. Mình chia sẻ một cách để các bạn chữa khi mà cái bột bị óc trâu như thế này là do đổ nước sôi nhanh quá, bột nó chín rồi mình khuấy không kịp cho nên là nó bị chín lục cục như thế này, mình khuấy cỡ nào cũng không ra được. Chỉ có một cách đơn giản duy nhất đó là mình cho vào trong máy sinh tố xay nhẹ một quận thôi là cái bột nó mịn như thế này đây. Đó, mình mới vừa xay xong thì cái bột nó rất là mịn trở lại bình thường. Nồi nước mình đã bắt sôi rồi, bây giờ chuẩn bị đi đổ bánh. Mình cho cái bột ra cái ca như thế này. Mình rất là thích xài cái khuôn này. Khuôn này tiện dụng cho nướng bánh, hấp bánh bèo, bánh bò, hấp bánh da lợn hay là bánh bột lọc đều rất là dễ lấy ra, không có bị dính. Bột thì mình cho cái bột nó vừa, không quá mỏng mà cũng đừng quá dày. Mỏng quá thì bánh nó cũng không ngon, mà dày quá thì nhiều bột cũng không ngon luôn. Rồi mình cho nhân vào luôn. Hấp trong vòng 1 phút, khi mình thấy cái bột nó trong hết là được. Đổ bột như vậy là ngon nhất nè. Nó không dày mà cũng không mỏng. Nếu bạn nào mà không có thời gian thì mình để được vậy luôn, không cần phải xếp. Xếp bánh thì nó đẹp hơn nhưng mà mất nhiều thời gian hơn.
Bánh này mình để nguội một chút là lấy dễ hơn. Rồi một cái khuôn thì mình cho bột ở ngoài rồi mình để vô trong cái sửng cho nó nhanh. Cho cái sửng này vào là mình lấy cái sửng kia ra. Mình vừa lấy cái bánh xong của cái sửng này á là mình lấy tiếp cái sửng kia ra luôn. Bánh bột lọc mình làm ở nhà đó thường là dùng khuôn để hấp chứ không có còn ngồi xếp bánh hay là gói lá chuối nữa. Cái này là mình nên có khoảng chừng 3-4 cái khuôn á, mình chồng chồng lên mình hấp nó nhanh hơn. Cách làm dầu hành á, thì mình cho dầu vào trong cái hành rồi cho chút xíu muối, chút xíu đường trộn lên cho vào trong lò vi sóng á, khoảng 45 giây. Lưu ý khi làm dầu hành mình làm nhiều thì mình cho là 45 giây, ít thì 30 giây. Cách đây cũng khá lâu rồi, mình có làm một cái video bánh bột lọc nhưng mà chỉ làm bột năng và bột khoai tây, không có xếp bánh lại, mình để tròn như vậy luôn. Bánh này cũng rất là ngon và nhiều bạn làm thành công lắm. Mình có cái đường link để trong phần mô tả, các bạn vào đó xem cách làm bằng bột năng. Mình chia sẻ luôn cách pha nước mắm, 5 muỗng canh nước mắm. Nước mắm này hơi mặn, nếu mà nước mắm ba con cua đó thì mình pha là 6 muỗng, 5 muỗng canh nước nấu chín để nguội, 3 muỗng canh nước chanh, nếu muốn chua hơn thì cho 4 muỗng, 5 muỗng canh đường, khuấy lên cho cái đường nó tan đều hết, rồi mình mới cho ớt vào. Nước mắm này mình pha theo kiểu miền Tây, nó hơi có vị ngọt một chút xíu. Nếu các bạn nào không thích ngọt thì mình cho đường ít lại, thì nước mắm mình làm hơi lạc một chút, cho thiệt là nhiều vô cái bánh ăn nó mới ngon nha. Cách pha nước mắm này là dùng cho bánh bèo, bánh bột lọc, bánh cuốn, bánh ướt luôn nha. Video của mình xin kết thúc ở đây. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Các bạn nào chưa đăng ký thì hãy đăng ký kênh ngay bây giờ để nhận được video mới nha.